con gái mẹ là phải xinh nhất lớp. Ai như cái con kia vừa xấu lại còn lười này. Làm cái chuyện gì đó. Ô kìa con, sao vứt mọi chú ra đấy? Nhà mẹ vừa mới quét xong. Trời, vứt ra đấy chả việc gì. Rồi tí chị cũng lau thôi mà. Tránh ra, ai chị ăn mà ăn, xuống bếp mà ăn. Nhưng mọi hôm chị vẫn ăn cơm bình thường mà. Hôm nay bố không có nhà, xuống bếp mà ăn. Đúng đấy, hôm nay bố không có nhà. Này, gì để sẵn cho một mâm cơm ở dưới bếp ấy. Xuống bê lên mà ăn. Đấy, đi đi. Bon Bon TV. Con gái ơi, để mẹ chải tóc cho nha. Vâng. Chị xinh gái nha. Thế con gái mẹ đi học có xinh nhất lớp không? Có, con xinh nhất lớp rồi này. Đúng rồi, con gái mẹ là phải xinh nhất lớp. Ai như cái con kia vừa xấu lại còn lười này. Làm cái chuyện gì đó. Nhanh cái tay lên, mà còn đi nấu cơm. Ô kìa con, sao vứt mọi chú ra đấy? Nhà mẹ vừa mới quét xong. Trời, vứt ra đấy chả việc gì. Rồi tí chị cũng lau thôi mà. Tí nữa chị quét thì chị quét chứ, nhưng mà con cũng đừng làm thế nhá. Vứt ra cho chị có việc. Thôi thế được, vứt ra đấy tí nữa nó có việc mà làm không á. Gấp xong lấy quần áo lại đi chơi. Oh no. Mẹ ơi, con gấp xong rồi. Ừ, này, em đã vừa vứt cái vỏ chuối ra đây đấy, con nhặt đi. Mẹ ơi, con đói lắm rồi. Con đói rồi à? Vâng. Thế để mẹ bảo cái Tươi nấu cơm nhá. Vâng. Tươi ơi. Tươi à. Dạ, mẹ gọi con à. Ừ. À, mẹ bảo này, em nó đói rồi đấy, đi nấu cơm đi nhá. Đi lên con. Ôi, mẹ bảo này, chị Tươi đi nấu cơm rồi. Bây giờ con đi tắm đi nhá. Xong rồi chị Tươi nấu được cơm rồi, mẹ gọi lên ăn cơm nhá. Đi tắm đi con, kệ cho chị nấu. Kệ chị nấu, không bữa cơm muốn nấu được à? Trời đất, gấp cái quần áo như này thì đến bao giờ đi lấy chồng. Tí nữa không gấp lại. Mẹ ơi, cơm cơm chưa? Đói lắm rồi. À, đúng. Lúc nãy bảo Tươi đi nấu cơm sao lâu thế nhở? Tươi ơi! Làm gì mà lâu thế con? Có mỗi mâm cơm mà sao sợ mãi không xong thế? Để em nó đói. Đói lắm rồi. Ngồi ngồi lại ăn cơm con. Mẹ ơi, cơm ngon quá, còn cả trứng, rau củ quả và quả tráng miệng nữa kìa. Ồ, đúng, bữa nay cơm ngon đấy. Tránh ra, ai chị ăn mà ăn, xuống bếp mà ăn. Nhưng mọi hôm chị vẫn ăn cơm bình thường mà. Hôm nay bố không có nhà, xuống bếp mà ăn. Đúng đấy, hôm nay bố không có nhà. Này, gì để sẵn cho một mâm cơm ở dưới bếp ấy. Xuống bê lên mà ăn. Đấy, đi đi, đi. Ăn cơm đi con, ăn đi, ăn. Ăn đi con, kệ nó. Hôm nay bố nó không có nhà. Đây, trứng trứng này, con ăn đi, ngon đấy. Ngồi ngồi đấy mà ăn. Ngon quá, thịt ngon nha, trứng cũng ngon. Bỏ ra, ai cho ăn. Giờ này chắc ba mẹ con ở nhà đang ăn cơm rồi đấy. Này, bỏ ra, ăn cái gì mà ăn? Cái gì đây, cái gì đây? Tôi chưa về đến nhà rồi đã nghe tiếng la quát của bà rồi. Ông về rồi đấy à? Ông ngồi vào đây đi. Thế có chuyện gì? Có chuyện gì đâu, ba mẹ con ăn cơm ấy mà. Cái gì đây, cái gì đây? Sao có ba mẹ con mà lại hai mâm cơm thế này? Cái gì? À, dạo này cái Tươi nó dạ dày nó kém không ạ? Hay đau bụng lắm. Nên mà ăn mấy cái thức ăn này vào lại đau thêm. Nên tôi thì đành lòng lấy nấu rau không cho con nó ăn cho nó dễ tiêu hóa. Dễ tiêu hóa à? Vâng vâng, đúng thế.
Thế ăn rau thế này không ổn. Tiêu hóa thì tiêu hóa, nhưng vẫn phải ăn mấy cái thức ăn có đủ chất. Chứ bà sao? Thì tại vì là con bé nó cứ kêu đau bụng. Có thật không Tươi? Dạ không. Đấy đấy, bà lại không cho con ăn cả ăn nữa. Thì ra là vậy. Bà nói dối tôi à? Tôi cái gì? Tôi bà tôi... học ở đâu ra cái cách, cái thói phân biệt đối xử như thế? Tôi xin lỗi ông. Thôi mẹ xin lỗi con nhá. Thôi ngồi đến đây ăn cơm con. Từ nay mẹ không như thế nữa. Mẹ xin lỗi nhá. Mẹ xin lỗi nhá. Tôi đi công tác có mấy bữa mà ở nhà bà đối xử với con thế à? Con nào mà chả là con. Tôi thất vọng với bà đấy. Tôi biết tôi sai rồi. Ông bỏ qua cho tôi nhá. Còn con nữa, sao đối xử với chị thế? Chị em bố đã dạy rồi, hãy yêu thương, đừng bọc lẫn nhau cơ mà. Con xin lỗi bố. Ừ, thế có lần sau không? Có lần sau làm thế nữa. Ừ, bà nữa, bà coi lại mình đi. Ông cứ bình tĩnh nha, ông đừng nóng nhé. Thôi từ nay tôi không dám như thế nữa đâu ạ. Giúp chị ăn này. Thôi. Để tôi đi lấy bát cho ông nhá. Để tôi đi lấy bát cho ông ăn cơm luôn. Hai chị em ăn đi, thức ăn đang nóng. Các bạn hãy đăng ký và chia sẻ kênh của Bon Bon nhé. Hẹn gặp lại các bạn.